Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lưu Bình Nhưỡng vỗ mặt Chu Ngọc Anh, khen cho con người can đảm. Phải nói rằng ông Lưu Bình Nhưỡng là một con người hiếm hoi trong Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng chính vì ăn ngay nói thẳng mà ông Lưu Bình Nhưỡng đã nhận cái kết đắng. Ông Lưu Bình Nhưỡng năm nay 58 tuổi, bị buộc không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã trên 77 tuổi lại không quá tuổi. Có thể nói không ai làm tốt vai trò trưởng ban dân nguyện Quốc hội tốt như ông Lưu Bình Nhưỡng. Làm trưởng ban dân nguyện là phải nói theo tiếng nói của dân. Tuy nhiên, số lượng người biết đến tiếng nói của dân như ông Lưu Bình Nhưỡng chỉ là một trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội. Tiếng nói của dân như muối bỏ biển nên không được lắng nghe. Chỉ có một người biết nói tiếng nói của dân mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải sợ và vội vã bỏ khỏi Quốc hội, thì điều đó cho thấy sự phản dân hại nước của Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã lên đến đỉnh cao độ. Quốc hội thực chất là đảng hội, là nơi chỉ để gật những chỉ thị từ Trung ương và Bộ Chính trị mà thôi. Dẹp bỏ cơ quan này thì nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn làm việc như thế. Dù có Quốc hội hay không thì tiếng nói của dân vẫn không hề được lắng nghe. Là một con người thẳng thắn, rất được lòng dân nhưng mất lòng đảng. Và hồi tháng 3, ông Lưu Bình Nhưỡng đã dám lên tiếng mạnh mẽ nhắm vào Bộ Chính trị như sau. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói không biến Quốc hội thành căn phòng hội kín lợi ích nhóm. Đây có thể nói là một câu nói động trời. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã nói điều mà chỉ có mạng xã hội dám nói, chứ các đại biểu Quốc hội từ xưa đến nay chưa ai dám nói điều này. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam là tầng lớp, lớp lớp các nhóm lợi ích. Đảng Cộng sản là nhóm lợi ích lớn nhất và trong đó còn có rất nhiều nhóm lợi ích nhỏ có các quan hệ chằng chịt, rất phức tạp. Quốc hội với 96% là đảng viên Đảng Cộng sản thì đã rõ ràng. Quốc hội là một nơi thuộc sở hữu của nhóm lợi ích lớn nhất, đó là Đảng Cộng sản. Rất hay là ông Lưu Bình Nhưỡng đã không đứng trong nhóm đó. Đó là giá trị đáng quý mà ông Nhưỡng đã để lại. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam tìm người thứ hai như ông Nhưỡng là rất khó. Lại một lần nữa, cất lên tiếng nói chính trực. Hiện nay, ông Chu Ngọc Anh đang cho Hà Nội áp dụng chính sách y hệt như Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng. Mà kết quả chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi. Toàn diện, người dân chết la liệt, thiêu không kịp. Người dân đối diện với cái đói và đối diện với cả cái chết vì dịch cùng một lúc. Số người chết đã lên hơn 1 vạn người. Việc tiêm vaccine toàn dân sinh ra lãng phí vô cùng lớn cho xã hội. Nhưng điều đó vẫn phải làm vì chỉ có vaccine mới có thể chống được COVID-19 phần nào. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy dù xét nghiệm trên toàn thành phố thì cũng không giúp gì được cho công tác chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh ở đỉnh dịch đã nhiều tháng mà không xuống. Cả xã hội đã lên tiếng nhưng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và giờ đây là chính quyền thành phố Hà Nội lại vẫn ủ lì không chịu lắng nghe. Vì vậy, người dân sẽ chết nhiều hơn. Mới đây, ông Lưu Bình Nhưỡng đã phản đối việc xét nghiệm toàn thành phố Hà Nội. Vào hôm 7 tháng 9, ông Nhưỡng tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với báo chí nhà nước và công luận rằng việc Hà Nội đặt mục tiêu xét nghiệm toàn dân trong một tuần là hoang tưởng. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông so sánh cách chống dịch của chính quyền Hà Nội với việc đuổi theo bóng ma cùng nỗi khiếp sợ. Ông so sánh rất chính xác, không biết ông Chu Ngọc Anh có lắng nghe hay không, hay là cảm thấy khó chịu với lời nói thẳng như vậy. Nếu người biết lắng nghe thì tất nhiên phải cảm ơn ông Lưu Bình Nhưỡng. Còn nếu không biết lắng nghe thì người ta sẽ xem đó là cú vỗ mặt lãnh đạo. Để lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam biết lắng nghe cũng rất khó. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Thực tế là trong những ngày qua, chính quyền thành phố đã thay đổi các văn bản mẫu và các chỉ đạo liên tục, thể hiện sự rối rắm và hỗn loạn trong cách đối phó với dịch bệnh của chính quyền này. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng các biện pháp chống dịch lóng ngóng của chính quyền Hà Nội đã khiến người dân cảm thấy rất bức xúc và mang lại nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Đây là lời nói mang tiếng nói của người dân thực sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng vẫn vậy, vẫn ăn ngay nói thẳng như ngày nào. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng ký công điện số 20, trong đó đặt mục tiêu xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội trong vòng 7 ngày,
từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9. Thêm những tiếng nói khác nữa cũng đã bắt đầu được diễn ra. Ngoài việc lên tiếng về việc xét nghiệm toàn thành phố, ông Nhưỡng còn có ý kiến rằng Hà Nội nên nới lỏng việc di chuyển cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng mạnh mẽ lên tiếng nên bỏ giấy đi đường mà thay vào đó là giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Mới đây, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quận đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Mô hình Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn bình thường mới để nghiên cứu phục hồi kinh tế sau dịch. Từng bước hoạt động trở lại với từng loại hình kinh doanh, sống chung với dịch là mô hình các nước trên thế giới đã thực hiện từ lâu. Và chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới cực đoan cấm đoán, chứ chẳng quốc gia nào làm như vậy ngoại trừ Trung Quốc. Và quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã noi theo là điều cần thiết, nhưng rất tiếc chính quyền thành phố này đang rất dè dặt, chỉ thí điểm ở địa phương nhỏ phạm vi quận 7. Được biết, dự kiến ngày 20 tháng 9 đến 20 tháng 10 sẽ ưu tiên cho các hoạt động trở lại với các loại hình kinh doanh, các mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố. Đi kèm đó là các điều kiện như tiêm vaccine đủ 2 mũi, hoạt động theo bộ tiêu chí do quận thẩm định và cho phép hoạt động. Vấn đề cho phép người lao động, công nhân được trở lại làm việc sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cũng là điều đương nhiên, nhưng phải đợi doanh nghiệp đang cầu cứu các chính phủ. Sự y ạch của bộ máy chính quyền và đã đưa việc đóng băng dây chuyền nhà máy quá lâu sẽ dẫn tới những hệ lụy xấu tới nền kinh tế. Hàng chục nghìn doanh nghiệp đã phải rời thị trường và rất nhiều doanh nghiệp trong số đó đã phá sản và không còn khả năng chi trả. Người lao động sẽ mất việc làm từ đây. Đây là hình ảnh ông Lưu Bình Nhưỡng đã nói lên tiếng nói cho doanh nghiệp. Trả lời báo chí, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng thành phố Hà Nội cần nới lỏng việc di chuyển và sinh hoạt cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đây là ý kiến chính đáng, hợp lòng các doanh nghiệp. Nền kinh tế mà không có sự đóng góp của các doanh nghiệp thì sống ra sao? Người dân không có việc làm, lấy gì chi phí cho cuộc sống của mình? Từ vấn đề này, ông Lưu Bình Nhưỡng đưa ra đề xuất. Đối với nhóm người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, có đủ thời gian 14 ngày để tạo kháng thể, thì cần cho phép họ đi sinh hoạt, đi lại, di chuyển thoải mái trong khuôn khổ, với điều kiện phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm nhanh COVID-19 âm tính có hiệu lực trong 72 giờ. Và dư luận đặt ra câu hỏi rằng dám vuốt dâu hùm liệu Lưu Bình Nhưỡng có bị trừng phạt hay không? Việc quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị ưu tiên cho hoạt động trở lại đối với hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố với điều kiện người kinh doanh cần tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng đó là minh chứng cho việc chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã biết cách áp đặt trạng thái bình thường mới, sống chung lâu dài với dịch bệnh. Đây là hình ảnh phát biểu trên đài VTC News, ông Lưu Bình Nhưỡng ủng hộ ý kiến bỏ giấy đi đường. Ông Lưu Bình Nhưỡng nói, theo tôi, nếu cứ tiếp tục áp dụng các biện pháp cực đoan thì điều không mang lại kết quả tốt. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ gây ảnh hưởng cho xã hội, thiệt hại cho nền kinh tế. Theo ông Nhưỡng, hiện nay, dư luận xã hội không đồng tình với một số quy định của thành phố và theo ông nên nghiên cứu để bỏ giấy đi đường. Ông nói tiếp, người dân hoàn toàn có thể trình căn cước công dân kèm chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Chính vì vậy, theo tôi, nên bỏ giấy đi đường. Ông Nhưỡng đề xuất như vậy. Lần này, ông Nhưỡng đã dùng những dẫn chứng để tăng tính thuyết phục và cũng là để dựa vào những điều đã làm mà tác động tới ông Chu Ngọc Anh. Đây là cách làm khôn khéo, bởi lẽ chính những lời nói đập thẳng vào cái sai của chính quyền Cộng sản trước đây của ông đã bị loại khỏi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Cho nên khóa này, người dân Việt Nam sẽ không còn có người bênh vực cho họ tại Quốc hội mang tên của họ nữa. Ông Chu Ngọc Anh cũng chưa tỏ ra thái độ gì mạnh. Nếu ông Chu Ngọc Anh mà xem những lời nói của ông Nhưỡng là những cái gai, thì đôi khi ngay cả chức phó ban dân nguyện khiêm tốn hiện nay của ông Nhưỡng cũng không còn. Dám vuốt dâu hùm là đặc tính của ông Nhưỡng. Có lẽ lần này, ông cũng không ngại ông Chu Ngọc Anh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2021 với bản tin Lưu Bình Nhưỡng vỗ mặt Chu Ngọc Anh, khen cho con người can đảm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de